Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi những tin tức tổng hợp quốc tế mới nhất. Sau đây là nội dung chi tiết. Quân đội Nga tiến vào ngoại ô Avdiivka, cố gắng bao vây thành phố. Các blogger quân sự Nga cho rằng quân đội Nga đã tiến vào vùng ngoại ô Stepov, cách Avdiivka 3 km về phía tây bắc và đang tiếp tục chiến đấu trong khu vực. Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ dẫn thông tin từ một blogger quân sự có liên hệ với Điện Kremlin nói thêm rằng lực lượng Nga cũng đã chiếm các vị trí trên tuyến đường sắt, cho phép lực lượng Nga đạt được những lợi ích chiến thuật gần Sepov. Theo một nguồn tin khác, quân đội Nga đang cố gắng bao vây Avdiivka, khiến lực lượng Ukraine khó giữ vững các vị trí ở các khu vực hậu phương trên mặt trận Avdiivka. Lực lượng Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công hạn chế trên bộ vào bờ phía đông trái của Kherson Oblast vào ngày 10 tháng 11. Một blogger quân sự Nga cho rằng lực lượng Ukraine đã tấn công gần Poyma, cách Kherson 10 km về phía đông nam và cách sông Dnipro 4 km, Pistanivka cách Kherson 13 km về phía đông nam và cách sông Dnipro 3 km, Pitetny cách Kherson 18 km về phía đông, cách sông Dnipro 4 km và Kinok cách Kherson 30 km về phía đông bắc và cách sông Dnipro 2 km. Một blogger quân sự nổi tiếng của Nga tuyên bố rằng lực lượng Ukraine đã thiết lập một phần chỗ đứng ở phía nam Kirinsky vào ngày 9 tháng 11, nhưng sau đó đã rút lui vì các cuộc tấn công của Nga. Các nguồn tin Nga cho rằng những lỗ hổng trong phòng không Nga đã cho phép lực lượng Ukraine hoạt động bằng máy bay tấn công chiến thuật gần Kirinsky. Đoạn phim định vị địa lý được công bố vào ngày 10 tháng 11 cho thấy lực lượng Nga đã tiến về phía nam Kirinsky. Hôm 10 tháng 11, quân đội Nga tiếp tục tấn công vào trục Kupiansk, Staros, Kremenia và gần đây đã đạt được một số tiến bộ nhỏ, được xác nhận. Đoạn phim định vị địa lý được công bố vào ngày 7 và 9 tháng 11 cho thấy quân đội Nga đã đạt được những bước tiến nhỏ về phía tây nam, Petropavlivka cách Kupiansk 7 km về phía đông. Ngoài ra, hôm 10 tháng 11, lực lượng Ukraine tiếp tục tấn công vào sườn phía nam của Bakhmut và xác nhận được những bước tiến nhỏ. Ukraine mở rộng đầu cầu dọc Dnipro, lần đầu tiên đưa xe bọc thép vượt sông. Ukraine đang mở rộng đầu cầu dọc tả ngạn sông Dnipro, gia tăng sức ép lên lực lượng không quân Nga. Đầu tuần này, lần đầu tiên xe bọc thép Ukraine vượt sông Dnipro. Các kênh Telegram phía Nga cho biết thiết giáp BTR-4 của Ukraine đã được máy bay không người lái ghi lại cảnh đang vượt sông. Thủy quân lục chiến Ukraine đang dẫn đầu nỗ lực này và đang đào hào ở ít nhất 4 khu vực dọc bờ đông của dòng sông, trải khắp vùng lãnh thổ dài từ 30 đến 35 km. Các đầu cầu được cho là không liên kết với nhau, nhưng các lực lượng của Ukraine đang mở rộng chúng. Cuộc tiến công của Ukraine có thể sẽ chậm lại khi mà địa hình quanh các đầu cầu trở nên ẩm ướt hơn. Các lực lượng của Ukraine đã kiểm soát các khu vực trong làng Kirinsky và tiến hành tấn công các vị trí của Nga theo hướng Nam, Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ cho hay. Cũng theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, các chỉ huy của Nga có lẽ sẽ phải đối mặt với khó khăn trong việc tăng cường chiến dịch ở Kherson nhằm phản ứng trước các hành động của Ukraine mà không ảnh hưởng đến chiến dịch ở những nơi khác. Một trung sĩ Ukraine có tên là Vos nhận định với AFP rằng Nga đã đưa đến đây mọi thứ mà họ có từ pháo đến UAV tấn công. Trong khi đó, thủy quân lục chiến Ukraine ở Kirinsky chủ yếu tiến công bằng cách đi bộ với mỗi nhóm chiến đấu khoảng 10 đến 15 người. Forbes cho hay, kế hoạch của Ukraine tiến về Kirinsky đã bắt đầu cách đây một vài tháng và liên quan đến các biện pháp tác chiến điện tử để đối phó với UAV của Nga. Kiev cũng tiến hành các chiến dịch làm gián đoạn chuỗi hậu cần của Nga và tấn công ven sông dưới sự bảo vệ của các phi đội trực thăng. Các dữ liệu nguồn mở ước tính có khoảng từ 300 đến 500 binh lính Ukraine và gần 20 phương tiện đã vượt sông. Nhà quan sát quân sự Ukraine Konstantin Masovets cho biết, các lực lượng của Kiev đã thiết lập được quyền kiểm soát các vị trí liên tục từ cầu đường sắt Antonivsky ở phía bắc Poyma tới cầu đường sắt Antonivsky ở phía bắc Oleski. Ukraine tuyên bố kiểm soát Kherson vào tháng 11 năm 2022, nhưng phần lớn khu vực ở phía đông dòng sông vẫn do Nga nắm giữ. Trong khi cuộc phản công có nhịp độ chậm hơn dự kiến, thì khu vực Kherson đã trở thành một điểm nóng mà lực lượng Ukraine đang nỗ lực tiến công. Bộ Quốc phòng Nga ngày 9 tháng 11 cho biết đã ngăn chặn nỗ lực của Ukraine nhằm thiết lập đầu cầu ở bờ đông sông Dnipro. Trực thăng Nga Ka-52 bay thấp nã tên lửa vào mục tiêu Ukraine trong đêm. Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video clip ghi lại cảnh trực thăng chiến đấu Ka-52 của quân đội Nga bay trong đêm và tấn công tên lửa vào mục tiêu Ukraine ở độ cao cực thấp.
Trong clip này, trực thăng Ka-52 đã phóng cả tên lửa có dẫn đường lẫn loại không dẫn đường vào các mục tiêu của Ukraine. Đầu tiên khi phi công kiểm tra máy bay và hệ thống tên lửa bên hông máy bay, sau đó máy bay cất cánh giữa đêm. Kể từ đó, cảnh tượng khu vực tác chiến được nhìn có lẽ là qua kính nhìn đêm của phi công. Biên đội trực thăng gồm khoảng 3 chiếc. Sau khi phát hiện mục tiêu có lẽ là một thiết giáp hoặc xe tăng Ukraine đang ẩn sau rặng cây, phi công bấm nút trên cần lái. Quả tên lửa nhanh chóng lao đi và đánh trúng mục tiêu. Sau đó, một cụm khói đen bốc lên trùm lên mục tiêu. Trực thăng tấn công Ka-52, biệt danh là cá sấu, được thiết kế cho nhiệm vụ trinh sát chiến trường và phối hợp với các cuộc không kích. Tuy nhiên, trực thăng này cũng có năng lực tấn công, công sự và phá hủy xe tăng đối phương bằng các loại tên lửa xuyên giáp. Cuộc săn lùng bằng UAV trên chiến trường Ukraine. Trên chiến trường Ukraine, UAV được sử dụng để săn tìm khí tải đối phương, còn hệ thống tác chiến điện tử là phương tiện để thoát khỏi cuộc săn lùng. Soli Abra, binh sĩ Ukraine 46 tuổi, thành viên tổ vận hành thiết bị bay không người lái UAV của Lữ đoàn Trinh sát Pháo binh Độc lập số 15 Ukraine, cùng đồng đội nín thở, chờ đợi sau khi khai hỏa rocket về phía một hệ thống radar phòng không Nga hồi cuối tháng 10. Vẫn còn khoảng một phút nữa, Soliara thông báo về thời gian ước tính rocket chạm tới mục tiêu. Bầu không khí sau đó lập tức yên lặng trở lại, mọi người chăm chú theo dõi hình ảnh do UAV trinh sát truyền về. Đây là mẫu UAV cá mập, có hình dạng giống như tên gọi, được trang bị camera có độ phân giải cao với khả năng phóng đại hình ảnh lên gấp 30 lần, giúp người điều khiển có thể nhìn thấy chữ cái trên quần áo đối phương ở khoảng cách tới 2 km. UAV này trước đó đã giúp đội của Soliara phát hiện một vị trí tổ hợp radar của Nga để phóng rocket tập kích. Tuy nhiên, giống như nhiều mẫu UAV khác trong biên chế Ukraine, cá mập có thể bị ảnh hưởng bởi các hệ thống tác chiến điện tử của đối phương. Đây là điều đã xảy ra với đội của Soliara khi mà tín hiệu từ UAV cá mập bị gián đoạn một thời gian ngắn do bị Nga gây nhiễu. Khi hình ảnh xuất hiện trở lại, Soliara và đồng đội đã nhìn thấy một hố sâu có khói bốc lên, cho thấy quả rocket đã rơi vào cách trạm radar của Nga khoảng 50 mét. Lính Nga sau đó đã di chuyển trạm radar tới nơi an toàn. Sau vụ tập kích hụt, Soliara điều khiển UAV về căn cứ, sẵn sàng triển khai thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo. Cuộc tấn công bất thành diễn ra tại một địa điểm không được tiết lộ ở phía tây bắc tỉnh Kharkov và là ví dụ điển hình của cuộc chiến mèo vờn chuột hiện nay trên chiến trường Ukraine. Một bên đóng vai kẻ đi săn liên tục triển khai UAV để tìm diệt khí tài đắt tiền của đối phương, còn bên còn lại thì tìm cách chạy thoát hoặc là vô hiệu hóa năng lực của kẻ săn mồi. Vai trò của hai bên liên tục được đổi chỗ, kẻ đi săn có thể trở thành con mồi bất cứ lúc nào. Ngoài việc được sử dụng làm phương tiện chỉ thị mục tiêu, UAV còn có các phiên bản tấn công, cảm tử hoặc là thả lựu đạn để có thể trực tiếp công kích đối phương. Trong cuộc chiến này, Nga dường như đang là bên có lợi thế hơn. Nhờ vào việc sở hữu số lượng UAV áp đảo, Phó Chỉ huy Lữ đoàn xung kích độc lập số 80 Ukraine, người mang hô hiệu SWIP tháng trước cho biết Nga thường sử dụng tới 2 UAV để tập kích một mục tiêu, cũng như tấn công tất cả các mục tiêu có giá trị thấp, cho thấy Moscow dường như sở hữu lượng lớn UAV trong kho. Năng lực tác chiến điện tử của Nga cũng được đánh giá là vượt trội so với Ukraine. Những hệ thống mới như đài gây nhiễu Sinponix Aero rất khó bị phát hiện, có khả năng mô phỏng nhiều loại tín hiệu khác nhau và sở hữu nhiều biện pháp vô hiệu hóa UAV. Trong khi đó, các tổ hợp tác chiến điện tử Kasukha 4 hay là Borisolevsk 2 được ví như là sát thủ vô hình trên chiến trường, có thể là gây nhiễu, vô hiệu hóa tín hiệu dẫn đường và chiếm quyền điều khiển UAV của Ukraine. Đáng tiếc là đối phương đã vượt xa chúng ta về lĩnh vực tác chiến điện tử, phát ngôn viên không quân Ukraine Yuri Inat nói hồi tháng 7. Ukraine cũng đạt nhiều bước tiến trong lĩnh vực này, nhưng chúng ta khởi đầu quá muộn, đáng lẽ điều đó phải diễn ra sớm hơn. Nhờ ưu thế về năng lực chế áp, lực lượng Nga thể hiện tốt hơn Ukraine khi phải đóng vai trò kẻ đi săn. Nga bổ sung các hệ thống tác chiến điện tử hoạt động trên nhiều tần số, che giấu chúng một cách hiệu quả và di chuyển các tổ hợp phòng không tới địa điểm mới khi biết bị tấn công, Soliara cho biết. Giới chức Ukraine nhận thức được các điểm yếu này và đang tìm cách khắc phục. Tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaluzhny tháng này kêu gọi Mỹ chuyển giao công nghệ, vũ khí mới nhằm nâng cao năng lực tác chiến điện tử của Kiev. Hồi tháng 7, Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal thông báo phân bổ khoản ngân sách tương đương 1,1 tỷ đô la Mỹ để đầu tư vào lĩnh vực UAV. Bộ trưởng chuyển đổi kỹ thuật số Mikhailo Fedorov hồi tháng 9 cũng cho biết Ukraine đào tạo được hơn 10.000 chuyên gia điều khiển thiết bị không người lái trong năm nay nhằm chuẩn bị cho giai đoạn mới của chiến sự.
UAV cá mập là một trong những thành quả từ nỗ lực đầu tư vào lĩnh vực này của Ukraine. Có giá thành sản xuất hơn 50.000 đô la Mỹ, song thiết bị này đã hỗ trợ đội của Solyra phá hủy hàng chục mục tiêu giá trị cao của Nga như là hệ thống phòng không, trạm radar. Khoảng một tháng sau khi tôi gia nhập đội thì chúng tôi đã phát hiện một tổ hợp phòng không của đối phương và tấn công nó. Đó là một cảnh tượng tuyệt vời. Binh sĩ mang hô hiệu Shinobi, chỉ huy tổ vận hành UAV của Lữ đoàn Trinh sát Pháo binh Độc lập số 15 Ukraine cho biết, nhấn mạnh rằng tổ hợp phòng không Nga nổ như pháo hoa khi bị tập kích. Theo các thành viên lữ đoàn, kho UAV Ukraine gồm các dòng nội địa do Tập đoàn Quốc phòng hoặc công ty khởi nghiệp chế tạo, cùng các mẫu hiện đại được phương Tây cung cấp. UAV nội địa dễ sửa chữa hơn khi bị hư hại, do có thể ngay lập tức gửi về nơi sản xuất để khắc phục thay vì phải mất thời gian chuyển ra nước ngoài. Việc sửa chữa và vận hành UAV cá mập rất đơn giản. Chúng tôi chưa từng mất chiếc cá mập nào cả, Solyra cho biết. Các dòng UAV trinh sát sở hữu khả năng quan sát xa như là cá mập có giá trị đặc biệt tại chiến trường Ukraine, do nó là phương tiện hiệu quả để chỉ điểm mục tiêu cho pháo binh, vũ khí chủ đạo trong cuộc chiến. Nếu như pháo binh từ lâu được coi là vị thần chiến tranh, thì thiết bị chỉ thị mục tiêu cho pháo binh có thể coi là đôi mắt của thần, Solyra nói. Đức sẽ tăng gấp đôi hỗ trợ quân sự Ukraine. Đức dự định sẽ tăng gấp đôi hỗ trợ quân sự cho Ukraine từ 4 lên 8 tỷ euro vào năm tới. Tờ Bild dẫn các nguồn tin Bộ Quốc phòng nước này cho hay. Theo nguồn tin, Bộ Tài chính Đức bắt đầu dành 4 tỷ euro hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong ngân sách nhà nước năm 2024, nhưng toàn bộ số tiền này đã được dành cho các dự án hiện tại và Bộ Quốc phòng chỉ còn lại 120 triệu euro cho các dự án mới. Bộ Quốc phòng đã yêu cầu thêm 5 tỷ euro. Tuần này, chính phủ quyết định sẽ huy động thêm 4 tỷ euro. Ủy ban Ngân sách Quốc hội Đức sẽ xem xét những thay đổi này vào tuần tới. Theo tờ Bild, Bộ Quốc phòng cũng có thêm 2 tỷ euro để sử dụng cho các hợp đồng quốc phòng dài hạn. Đầu tháng này, chính phủ Đức thông báo sẽ cung cấp thêm 25 xe tăng Leopard 1A5 cho Ukraine như đã cam kết trước đó. Lô vũ khí mới được hỗ trợ cho Kiev bao gồm các UAV trinh sát và radar. Tổng số tiền Đức hỗ trợ cho Ukraine về nhân đạo, tài chính và quân sự trong một năm rưỡi qua lên tới 24 tỷ euro. Trước đó, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Mykhailo Podolyak cho biết, những nỗ lực quân sự của nước này nhằm đối phó với các lực lượng của Nga đã bị chậm từ 6 đến 9 tháng so với kế hoạch do những trì hoãn trong việc vận chuyển vũ khí của phương Tây. Nếu Ukraine nhận được vũ khí nhanh hơn, chúng tôi có thể tự vệ tốt hơn và tiến hành phản công, ông Mykhailo Podolyak nhận định với kênh Channel 24 của Ukraine. Theo cố vấn của Tổng thống Ukraine, việc vận chuyển vũ khí tới Ukraine đã bị trì hoãn từ 3 đến 4 tháng do những vấn đề về hậu cần và quá trình thông qua của các nước phương Tây. Ông Mykhailo Podolyak cho rằng điều này đã cản trở nghiêm trọng khả năng phòng thủ của Kiev. Trên thực tế, sự hỗ trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine tập trung vào các vũ khí công nghệ cao phục vụ cho việc tiến hành các cuộc tấn công chính xác. Tuy nhiên, những vũ khí này lại đắt đỏ, vì thế chỉ được sản xuất với số lượng hạn chế và không thể thay thế nhanh chóng. Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, Đô đốc Rob Bauer, thậm chí còn cảnh báo phương Tây đang vét đáy thùng và sắp hết đạn để viện trợ cho Ukraine. Cựu Tổng thư ký NATO đề xuất phương án khả thi nhất để Ukraine gia nhập liên minh. Trả lời phỏng vấn tờ The Guardian của Anh, Andre Fos-Ramusten, cựu Tổng thư ký NATO cho rằng NATO nên mời Ukraine gia nhập liên minh mà không cần đến những vùng lãnh thổ mà họ không còn kiểm soát. Theo The Guardian, cựu Tổng thư ký NATO Andre Fos-Ramusten nói rằng tư cách thành viên NATO của Ukraine không thể trì hoãn được nữa. Đã đến lúc thực hiện bước tiếp theo và đưa ra lời mời Ukraine gia nhập NATO, chúng ta cần một cấu trúc an ninh châu Âu mới, trong đó Ukraine là trung tâm của NATO. Những người ủng hộ tư cách thành viên NATO của Ukraine thận trọng vì việc mở rộng điều 5 của Hiệp ước phòng thủ tập thể của Liên minh cho toàn bộ lãnh thổ Ukraine sẽ yêu cầu các nước thành viên NATO tích cực bảo vệ một quốc gia đang có chiến tranh. Ramusten lập luận rằng việc loại trừ các vùng lãnh thổ do Nga nắm giữ khỏi vi phạm điều chỉnh của Hiệp ước sẽ làm giảm nguy cơ xung đột giữa Nga và NATO. Ramusten phủ nhận rằng bước đi này sẽ đóng băng cuộc xung đột bằng cách giao lãnh thổ Ukraine cho Nga. Ông nói độ tin cậy tuyệt đối của những đảm bảo trong điều 5 sẽ ngăn chặn Nga tiến hành các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Ukraine, bên trong NATO và do đó giải phóng lực lượng Ukraine để tiến ra tiền tuyến. Ramusten nhấn mạnh để làm cho điều 5 trở nên đáng tin cậy, cần phải gửi một thông điệp rõ ràng tới Nga rằng bất kỳ hành vi vi phạm lãnh thổ NATO nào cũng sẽ bị đáp trả.
Ông cho rằng ở một khía cạnh nào đó, đề xuất này tương tự như việc thiết lập vùng cấm bay cho Nga, ngăn nước này bay qua lãnh thổ Ukraine hoặc phóng tên lửa vào các thành phố của Ukraine. Rasmussen lưu ý rằng một tiền lệ có phần không hoàn toàn tương đương trong lịch sử khi Tây Đức gia nhập liên minh vào năm 1955. Điều năm chỉ áp dụng cho lãnh thổ của nước này chứ không áp dụng cho Đông Đức. Ông liệt kê ba lý do chính tại sao Ukraine nên được đề nghị trở thành thành viên. Thứ nhất là Ukraine trong NATO sẽ đóng một vai trò như một bức tường thành chống lại nước Nga. Thứ hai, ông nói, cần nhận ra rằng vùng xám là vùng nguy hiểm, tính trung lập theo nghĩa cũ không còn tồn tại. Và cuối cùng, ông lập luận rằng quân đội Ukraine hiện là quân đội thiện chiến nhất ở châu Âu và có thể trở thành tài sản cũng như là hình mẫu cho các quốc gia châu Âu khác. Cựu Tổng thư ký Liên minh Bắc Đại Tây Dương tin rằng đã đến lúc NATO gửi cho Ukraine lời mời tham gia và điều này sẽ diễn ra tại hội nghị thượng đỉnh tiếp theo ở Washington. The Guardian cho biết Rasmussen đã làm việc với Andrei Zemak, tránh văn phòng của Tổng thống Ukraine trước hội nghị thượng đỉnh NATO cuối cùng ở Vilnius trong năm nay kết thúc mà không có lời mời Ukraine tham gia.